Sam cứu hộ trái tim. An Nhiên bị vợ Việt tát vành mặt, đang hay thì đứt dây đàn, đúng như lời An Nhiên từng cảnh cáo Việt. Chùi mép cho sạch vào, để vợ anh đánh hơi được thì phiền lắm. An Nhiên quả thực là một chuyên gia tâm lý, không những hiểu rõ tâm lý mọi người xung quanh, mà quả còn có một siêu năng lực mà chắc chắn ai cũng phải nể phục. Đó chính là cô biết được chuyện gì đang xảy ra ở tương lai gần. Câu chuyện vừa nhắc nhẹ Việt hôm trước thì hôm nay An Nhiên đã bị vợ của Việt túm tóc đánh ghen, ngay ngã ba đường. Nếu lần sau có muốn nói gì thì đức tiên cũng phải phủi phui cái mồm cái miệng nhé em. Là một người chuyên nắm rõ tử vi, luận la bàn cho người khác thì giỏi cỡ hàng A, vậy mà xem cho mình thì tệ lắm Nhiên ơi. Biết được tháng này có sao kế đô chiếu thì né né cái thằng Việt dẻo mọi ra. Ấy vậy mà cứ hễ nó gọi điện một phát là Nhiên lại sắn đít tới điểm hẹn ngay. Để rồi sau những pha nâng chén cho tiểu sầu lại bị lọt ngay vào camera nét như Sony còn bù vợ của Việt. Vậy là nhân chứng bằng xương đá rõ ràng. Ngay sau khi Nhiên vừa sải bước ra ngã ba đường thì một người phụ nữ cộng thêm 3-4 tên xăm trổ đầy mình hùng hùng hổ hổ lao tới túm tóc bứt tai. Giữ nó cho tao! Vợ Việt tay vừa túm lấy tóc trán của An Nhiên vừa nói. Nhìn mặt mũi cũng sáng sủa là đấy. Ấy vậy mà lại muốn ăn không ngồi rồi, đi giật chồng người khác hả em? An Nhiên trợn mắt, bà là ai? Sao lại đánh tôi? Bà dựa vào đâu mà dám vu khống cho tôi là đi cướp chồng của bà? Ngày An Nhiên nói tới đây, vợ của Việt càng thêm tức tối, thẳng tay vả cho An Nhiên mấy phát vào mặt. Mày oan lắm chứ gì? Mày mở to mắt ra mà xem đi. Rồi ném vào mặt An Nhiên một mớ ảnh, rồi cảnh cáo Nhiên. Tao nói cho mày biết, đây chỉ là màn cảnh cáo dạo thôi. Nếu mày còn leng phánh bên cạnh chồng tao thêm một lần nữa thì đừng có trách cơn này tàn nhẫn. Nói xong cả đám rút lui. Nhìn vợ Việt dẫn đám giang hồ bước đi xa dần, An Nhiên lại càng tức tối. Cô ta chỉ biết hét lên do xóa cơn tức. Xem tới cảnh này, tôi biết các mẹ hà hê vô cùng. Chỉ vì lòng tham, chỉ vì sự đố kỵ mà An Nhiên đã phải chịu khổ cực bao nhiêu năm qua. Để rồi hôm nay, cô đã phải nhận cái giá quá đắt, hết nỗi đau mà bà Lan đáp trả. Đau thấu tận tâm can, vết thương còn chưa kịp lành thì lại gặp ngay mụ vợ của Việt. Máu chiến cục xúc y hệt bà mến, và cho nát cả cái mắt ra. Thiết nghĩ An Nhiên kể ra cùng tội, mà thôi cũng kể vậy.